Mình là một người rất là yêu thích việc làm đẹp nên mình đã chú trọng đến việc chăm sóc da mỗi ngày, nhất là lứa tuổi của mình, da nó bắt đầu lão hóa nên cần phải chăm sóc nhiều hơn nữa. Thì tuy nhiên là chăm sóc rất là kỹ rồi nhưng mà thực sự là khi ra ngoài mình vẫn rất là thiếu tự tin, bởi vì làn da của mình nó lão hóa, chảy xệ và cảm thấy rất là mệt mỏi và thiếu sức sống. Thế rồi mình được The Master Việt Nam tư vấn làm liệu trình collagen nuôi da 5 lớp thì mình thực sự rất là hài lòng sau ngay sau cái liệu trình đầu tiên luôn. Da mình cảm thấy rất là tươi mới, không những nó tươi mới mà nó còn căng mịn bóng và rất là mượt nữa. Thì nếu như các bạn muốn cải thiện cái làn da của mình thì mình nghĩ đây là một liệu trình rất đáng để cho các bạn thử, chắc chắn là các bạn sẽ rất thích.